Chào mừng các bạn đến với máy in Vũ Gia. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sắp xếp thứ tự in theo chế độ là 1122 hoặc là 12 rồi 12. Tại sao thì là mình lại nói cái chế độ đó? Thì ví dụ các bạn có cái văn bản hai trang đi, các bạn muốn in thành 3 bộ thì thông thường nếu các bạn mà không nhấp vô tùy chọn sắp xếp gì đó hết mà các bạn để mặc định các bạn in á thì nó sẽ in ra 3 trang 1 rồi nó in tới 3 trang 2. Nhưng các bạn có thêm một tùy chọn nữa, đó là các bạn in theo thứ tự, nó sẽ in ra trang 1, trang 2, sau đó nó in tiếp trang 1, trang 2 và tiếp theo là trang 1, trang 2. Nó in đủ 3 bộ cho các bạn. Thì những in như vậy các bạn đỡ mất công các bạn phải sắp xếp lại giấy các bạn nhé. Cái vấn đề này thì cũng có rất là nhiều bạn hỏi mình. Nhìn chung thời gian gần đây rất là nhiều bạn hỏi mình đấy các bạn. Và gần đây nhất là có bạn trên kênh YouTube, bạn ấy có nói rằng là bạn ấy làm mọi cách nhưng mà vẫn không in được cái kiểu 12, 12, 12 đấy các bạn. Mà nó toàn ra là 11 rồi tới 22. Bạn cũng làm rất là nhiều kiểu. Nhìn chung là mình cũng thấy rất là khó hiểu ở trên cái Windows 10 và Windows 11. Có nhiều máy tính ấy, thì các bạn in nó được, nhưng mà có nhiều máy tính cũng Windows 11 nó in ra thì nó lại không được. Các bạn có chọn cỡ nào nó cũng không in ra được các bạn nhé. Thì video hôm nay mình sẽ giải thích các bạn chi tiết nhất và hướng dẫn các bạn cách làm để các bạn làm được các bạn nhé. Rồi bây giờ sẽ đi vào hướng dẫn. Bình thường ấy, đây mình đang sử dụng là Windows 11. Cái văn bản của mình là có hai trang các bạn này. Cái văn bản của mình có hai trang mà mình đang sử dụng là Windows 11. Các bạn khi ra lệnh in bình thường thì các bạn cũng ra lệnh in bình thường thôi. Các bạn nhấp vào nút File, các bạn chọn Print. Đó, đây là cách các bạn in bình thường. Bình thường đấy các bạn để ý này, ở cái chỗ dòng, ở chỗ cái cột đấy các bạn để số là 11, 22 và 33 đây này. Các bạn chọn là nếu các bạn để chế độ 11, 22 và 33 thì có nghĩa là nó đang in cái gì. Nó sẽ in ví dụ như các bạn in thành hai bộ đi, đây là miếng số 2 đi. Văn bản của mình có hai trang, in thành hai bộ thì nó in sẽ hai trang một trước rồi nó in tới hai trang 2 sau. Còn nếu các bạn chọn ở đây là chế độ là 123, 123, 123 thì nó sẽ in trang 1, trang 2 xong tiếp tục nó sẽ quay lại nó in trang 1, trang 2 tiếp. Nó in đủ cho các bạn hai bộ. Đó, thứ tự là như vậy. Máy tính của mình ở đây thì nó không bị lỗi, nhưng có rất là nhiều máy tính khác thì nó bị lỗi khi các bạn chọn như vậy. Các bạn chọn là 123 nhưng nó vẫn in ra 1122 chứ nó không in ra 123. Các bạn hiểu ý mình không? Và cái vấn đề này cũng là cái vấn đề của rất là nhiều bạn gặp phải chứ không phải là một bạn các bạn nhé. Thời gian gần đây rất là nhiều bạn hỏi mình. Và khi các bạn hỏi thì mình biết ngay là các bạn đang sử dụng Windows 11. Và cái Office phiên bản bao nhiêu mình không biết nữa. Còn Office của mình đây bao nhiêu, phiên bản bao nhiêu mình không biết luôn. Mình cũng không để ý cái vấn đề này lắm. Vì nghề của mình máy in, mình không quan tâm nhiều máy tính. Vậy nên mình sẽ chỉ các bạn cách in làm sao không cần quan tâm cái phiên bản Office bao nhiêu, không cần quan tâm cái phiên bản Windows bao nhiêu mà các bạn in ra vẫn đúng các bạn nhé. Rồi, các bạn làm như sau. Các bạn xem video, thấy hữu ích thì nhớ ủng hộ mình bằng cách nhấp vào nút like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video bên mình chia sẻ thường xuyên trên kênh YouTube Máy In Vũ Gia. Và hơn nữa các bạn thả cho mình quả tim trong phần bình luận. Và có bất kỳ câu hỏi gì các bạn cứ để lại trong phần bình luận, mình sẽ xem và trả lời các bạn. Cái gì trong khả năng mình hiểu biết, mình biết được, mình sẽ trả lời các bạn hết mình. Cái gì mình không biết, mình sẽ trả lời mình không biết các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, không cần biết Windows của các bạn là Windows gì và phiên bản Office bao nhiêu để in theo thứ tự 1122 hoặc là 123, 123 được 100% là đúng thì các bạn làm như sau. Trên mỗi một phiên bản Office, không cần biết phiên bản nào, nó đều có chữ là Printer Property. Như trên Word của mình đây thì nó để chữ là Printer Property, nhưng một số cái phiên bản Word khác hoặc là Excel hoặc là file PDF gì đó nó không để chữ Printer Property, nhưng nó sẽ để cái chữ là Property thôi. Các bạn lưu ý nhé. Có nhiều máy, nhiều phiên bản phần mềm nó để chữ là Printer Property, nhưng có nhiều máy tính hoặc là nhiều phiên bản Word, Excel hay là PDF gì đó nó không để chữ Printer Property mà nó chỉ để mỗi một chữ là Property. Thì các bạn cứ tìm cái chữ đó cho mình, có chữ Property các bạn nhấp vô cho mình. Đó, như ở đây là con Canon 2009. Các bạn muốn in cái chế độ 1122 hoặc là 1212 thì các bạn làm như sau. Các bạn qua cho mình cái tab là fixing đây các bạn này. Mình đọc tiếng Anh không chuẩn lắm, fixing. Mình đọc vậy đi ha, fixing. Thì các bạn để ý, bình thường nó được là sẽ để ở chế độ off các bạn nhé. Các bạn để chế độ off làm sao? Các bạn nhìn như này, mình quay gần cho các bạn xem nhé. Khi các bạn để ở chế độ off ấy, thì văn bản các bạn để ý nó để cái chữ không? 11111 và 22222 đó. Các bạn để chế độ off nó sẽ in theo chế độ mặc định của hệ thống như vậy. Còn các bạn nhấp vô cho mình cái chữ là connector gì đây này, connector gì này đó. Xin lỗi các bạn tiếng Anh đọc không chuẩn, đừng bắt bẻ mình nhé.
Các bạn nhấp xuống đây là các bạn thấy không? Nó sẽ chuyển qua chế độ là 123 và 123. Các bạn thấy chưa? Đó. Nó chỉ có hai chế độ là chuyển qua chuyển lại vậy thôi. Nếu chế độ mặc định của Windows bình thường các bạn in thì nó sẽ ở chế độ này là 11 11 22 22. Đó. Các bạn nhấp vô cái con letter gì đây thì nó sẽ chuyển qua cái chế độ đó là 123 và 123. Đó. Đấy là đối với dòng máy in Canon 2009 và các cái dòng máy in Canon khác. Nó cũng kiểu kiểu như vậy thôi. Ví dụ bây giờ là mình sẽ có một con Canon 6000 đi đây, đây là mình có con Canon 6000, driver mình đã cài sẵn rồi. Canon 6000. Rồi mình cũng nhấp vào printer property này để vào trong đó mình xem thử cho nó là cái gì nhé. Sẽ nó giống 2009 không? Đây mình sẽ qua cái thẻ là phishing. Rồi. Các bạn thấy không? Nó cũng có cái chế độ này. Tại sao khi nhấp vào nó để chế độ là con ấy là này nọ, vì trước đó là mình đang để ở ngoài này là chế độ này rồi. Nên nó vào đây nó hiển thị đây luôn. Còn mặc định nó ở chế độ off các bạn nhé. 11 11 và 22 22. Đó. Đối với dòng máy in Canon thì đa số nằm ở trong này các bạn nhé. Đấy là đối với dòng máy in Canon đa số nhé. Còn những cái dòng nào một số dòng đặc biệt khác thì mình chưa biết, nhưng đa số dòng Canon khi các bạn chọn in chế độ 11 11 22 22 hoặc là 123 123 nó sẽ nằm ở trong này. Đó. Các bạn chọn qua chọn lại thì các bạn in. Rồi ok, đó là đối với dòng máy in Canon. Còn đối với dòng HP thì sao? Dòng HP ví dụ đây mình có con HP là 1020 đi. Đấy 1020 này. Mình cũng nhấp vào printer property này, nhấp vô. Đối với dòng HP nó nằm ở đâu? HP thì đây các bạn nhìn này. Trong cái thẻ phishing này không có các bạn nhé. Nó sẽ nằm ở trong cái thẻ basic này này. Đó, các thấy không? Cái chữ basic đây này. Nhưng các bạn phải để hai trang trở lên nhé thì nó mới hiện lên các bạn nhé. Đây. Ví dụ mình để chế độ có một trang này. Mình để một trang. Các bạn nhấp vào chữ basic này, thấy chưa? Đó. Mình để chế độ là in có một bộ. Khi các bạn để in một bộ thì cái chỗ cái chữ là collector này, collator gì này, nó sẽ không hiện lên các bạn nhé. Các bạn phải in từ hai bộ trở lên cho nó xuất hiện. Có đúng không các bạn? Các bạn in có một bộ mà. Đâu cần các bạn phải sắp xếp làm cái gì. Đó, các bạn phải in từ hai bộ trở lên thì nó mới cho phép các bạn sắp xếp. Như đây, các bạn tắt đi á, mặc định nó là tắt các bạn nhé, mặc định nó là tắt. Tắt đi là nó sẽ in chế độ là 11 rồi tới 22. Còn các bạn nhấp vô là nó sẽ in chế độ là 12 sau đó tới 12. Đó. Các bạn hiểu chưa? Rồi. Đấy là đối với HP 1020. Thế còn một số con HP khác thì sao? Ví dụ như giờ trên dòng HP hai mặt đi. Trên dòng HP hai mặt nó có khác gì không? Đây, mình trả về chế độ mình bình thường nó đi nhé. Rồi. Mình trả chế độ bình thường đi này. Rồi. Bây giờ mình sẽ chọn con HP 2055D đi. Đây là cái dòng máy in phổ biến giờ đang xài này. Đó. Mình cũng nhấp vào printer property này. Rồi. Bây giờ mình sẽ qua cái thẻ là đây nó không có thẻ basic. Các bạn tìm xem nằm ở thẻ nào. Ví dụ như đây, paper cũng không có luôn này. Effect thì cũng có này, phishing này cũng không có luôn này. Nó sẽ nằm ở đâu? Nó đối với dòng máy in hai mặt của dòng HP, nó sẽ nằm ở cái thẻ là Advanced các bạn nhé. Advanced C đây này. Đó. Advanced C đây này. Bình thường khi các bạn in một bộ thì nó không hiện lên. Nhưng các bạn chọn tăng số bộ lên cho mình đó hai bộ này là nó xuất hiện cái chữ này lên, các bạn thấy chưa? Các bạn không check thì nó in theo thứ tự là 11 rồi tới 22. Các bạn check vô là nó sẽ in theo thứ tự 12 rồi tới 12 các bạn nhé. Đấy là đối với dòng máy in hai mặt của máy in HP. Rồi, còn máy in Brother thì sao các bạn? Mình ở đây mình cũng có máy in Brother luôn. Ở đây là mình có con Brother 2366DW nhưng mà driver nó nhận là 2360D. Rồi. Mình cũng nhấp vào printer property. Đây. Đối với dòng router thì nó dễ dàng hơn các bạn nhé. Dòng router thì mình thấy đa số một mặt hay là hai mặt nó cũng ở một chỗ thôi. Các bạn nhìn này. Nó có cái chữ là collector đây các bạn thấy chưa? Đó, cái chữ là copy lên một bản này. Khi mà các bạn chọn là in ra có một bản thôi thì nó không hiện lên đâu, nhưng mà các bạn tăng số bản copy lên là nó hiện lên các bạn thấy chưa? Nếu các bạn không check vô thì nó sẽ in ở chế độ 11 rồi tới 22, nhưng các bạn check vô là nó in xong, nó in chế độ là 12 rồi tới 12. Đó. Đó, đơn giản thế thôi các bạn. Mình làm mẫu với các bạn là ba cái dòng máy cơ bản nhất trên thị trường hiện nay, đó là dòng máy in Canon HP và Brother. Đối với dòng Canon thì các bạn làm như trong video của mình. Rồi đối với dòng HP cũng vậy luôn và Brother cũng vậy luôn. Nhìn chung Brother mình thấy là đơn giản nhất, cái giao diện của nó là nó dễ dùng nhất và tiện nhất. Đó. Nhìn chung cơ bản chỉ có thế thôi các bạn. Cũng cái phiên bản Windows 11 hoặc là Windows 10 và phiên bản Office. Thực ra mình cũng không biết là cái phiên bản Office nào nó gây ra cái lỗi đó. Nó thật đấy bạn, mình cũng không rành lắm đâu.
và mình cũng không để ý. Nhưng mình hướng dẫn các bạn ở đây là mình không quan tâm tới cái phiên bản Windows nào, mình cũng không quan tâm tới cái phiên bản Office nào. Hoặc là các bạn đang dùng một cái chương trình gì đó, PDF hay là cái gì đó, mình không quan tâm luôn. Mình chỉ các bạn, dù các bạn dùng bất kỳ phần mềm nào, các bạn cứ làm như mình hướng dẫn, các bạn sẽ in được theo thứ tự các bạn cần nhé. Bất kỳ cái phiên bản Word, Excel hay là PDF nào, nó đều có cái phần property. Có nhiều phiên bản nó để chữ printer property như cái máy của mình đây, nhưng có nhiều phiên bản, nhiều phần mềm khác nó để mỗi cái chữ property không thôi. Các bạn cố gắng tìm cái chữ đó cho mình và nhấp vào. Rồi sau đó các bạn tìm tới cái phần các bạn cần chỉnh, tùy theo mỗi một loại máy tương ứng các bạn tìm theo, các bạn làm. Các bạn xem video của mình để các bạn biết cái vị trí của nó, các bạn tìm, các bạn chỉnh các bạn nhé. Đấy là những cái gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn và hướng dẫn các bạn. Vì cũng có rất là nhiều các bạn hỏi mình, thậm chí cả các bạn kỹ thuật mới vào về hỏi mình luôn. Vì các bạn không chuyên vi tính, các bạn chỉ là dân máy in tay ngang đi ra, nên các bạn không có rành về vi tính. Nên các bạn hỏi mình rất là nhiều. Và cũng có nhiều bạn người dùng hỏi mình. Vậy nên mình làm cái video này chi tiết nhất có thể để gửi tới các bạn. Rất mong các bạn làm chủ được cái vấn đề như đánh kiểu này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nãy giờ. Rất mong được sự ủng hộ của các bạn bằng cách nhấp vào nút like và đăng ký kênh. Thả cho mình quả tim trong phần bình luận. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.